Xin chào cả nhà nha. Hiện tại thì Diễm đang có mặt ở quê nhà của Diễm các bạn ơi. Các bạn thấy là ở đây là cái khu vực mà lần trước Diễm có chia sẻ với các bạn đó, là anh hai Diễm là mua khu đất này xong rồi bây giờ là nhà mình sẽ cùng cải tạo để lên vườn trồng cây nha các bạn. Cái này là cha Diễm là từ hồi sáng bây giờ là túc trực luôn. Các bạn thấy là phải đào một cái bờ ở bên này nè, nó đào khá là sâu để lấy đất. Và bây giờ là nhà mình đang lên từng cái ô cao này á, với mục đích là sẽ trồng sầu riêng. Cả nhà là ai cũng mê sầu riêng hết các bạn ơi, cho nên là cha là đang chuẩn bị là sẽ trồng 8 cây sầu riêng. Còn những cái phần còn lại á, là mình sẽ trồng nhãn này, rồi vú sữa nè, chôm chôm nè, rồi bưởi, cam, quýt, nhãn. Đó. Giờ mình đi qua bên này nha, này nó lúng quá. Các bạn thấy là làm đây là cha Diễm là phải túc trực để gom ô lại. Cái này mình đào cái mô bên này để trồng sầu riêng xong rồi ngày mai mới đào mô bên này hả cha? Trồng là sẽ làm, ban đầu là dự định là sẽ thành 10 ụ để trồng sầu riêng, nhưng mà do cái diện tích vừa phải nên chắc là sẽ trồng 8 cây sầu riêng thôi các bạn. Còn ở xen canh ở giữa thì mình sẽ trồng những loại cây khác. Đây, các bạn thấy nha, cha Diễm á là cho máy xúc á, xúc cái phần đất ở dưới lõi lên để đây, xong rồi cào cái lớp mặt ở bên ngoài này, đất thịt ấy sẽ để lên trên để trồng cây cha hả? Đấy, các bạn thấy là đằng phần này là đất mặt này. Vì nhà ai cũng thích sầu riêng cho nên là ưu tiên cái đất nào mà tốt nhất là để trồng sầu riêng. Xong rồi mà xong rồi sửa mô lại tròn vuông lại nói đâu để vậy được. Mà cha tính mua cây giống ở đâu? Cái bác mày mua chứ đâu đâu, ra ngoài vườn mua. Nhà mình quyết định là trồng sầu riêng đó, là tại biết bạn biết tại sao không? Nhà chị dâu của Diễm ấy, người mà hiện tại là đang trực hotline 0981128578 của Diễm á, là chị dâu Diễm là đã có kinh nghiệm, hai bác á là có kinh nghiệm trồng sầu riêng là mấy chục năm nay rồi, cho nên là bố mẹ của chị hai mình sẽ hướng dẫn hỗ trợ trồng sầu riêng. Đây các bạn thấy này, đầu tiên nha là cào cái phần mặt để qua một bên, sau đó thì mới là đắp mô lại. Mà cái đất này là nó lún lắm các bạn ạ. Đuổi lên bờ đi. Bị đuổi lên bờ rồi. Ây da, ây da. Ây da. Mất cái dép. Giờ đố các bạn làm sao vậy đây, dẹp lấy chiếc dép lên. Cứu. Ôi ôi ôi. Chồng sao đây còn nghĩ được chiếc dép. Cha đỡ mình này. Ý da, ý da. Là đi bộ luôn, con vô trước cái chơi. Ở đây này các bạn này, ở bên bờ này á là ngày mai là sẽ đào thêm. Cái bờ này mình sẽ để nuôi cá, tại bây giờ nó khá là cạn cho nên là phải đào, phải múc cái đất lên làm cái bờ. Rồi mình có cái độ sâu á để mình thả cá. Trời ơi. Này chắc không biết làm sao luôn á. Giờ đi bộ lên nha các bạn. Ôi 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 ôi. Diễm thì không sao nhưng mà anh quay phim thì có sao các bạn à. Anh quay phim, nhìn cái chân anh quay phim kìa. Đây. Anh Phạm Dũng ơi. Ôi. Coi chừng gớt máy quay nha. Người thì có thể có sao nhưng máy quay là không được có sao. Trời ơi. Cái đất này nó còn mềm các bạn ạ.
Ê. Nghe lời Phạm Dũng và cái kết. Phải đi lên. Anh kia là đi xuống bùn rồi. Thật sự mệt quá các bạn ơi. Nhưng mà các bạn thấy là Diễm đang cầm cái rổ này á. Hôm nay sẽ gom hết cây trái rau ở dưới quê. Tại vì nhà Diễm thì có mình mẹ với cha thôi. Nên là bây giờ là cải xanh này nha, mồng tơi này, rồi bắp quá trời luôn. Mình sẽ mang lên Sài Gòn, sẽ cho mẹ chồng này với lại anh trai của Diễm nữa. May là trước khi về á, Diễm đã cắt móng tay rồi các bạn ơi. Chứ về mà xình đất như vậy chắc là nó vô móng tay hết luôn á. Cái đìa này là trước đây là cũng nuôi cá đó các bạn. Nhưng mà sau đó làm cái ống cống để thông nước ra để mình trồng lúa này kia nên là không còn nuôi cá nữa. Chứ ngày xưa là tát đìa bắt cá đây vui lắm. Còn đây, bây giờ sẽ thực hiện nhiệm vụ là đi hái bắp nha các bạn. Đây các bạn thấy là trồng sen canh là bên bờ ruộng thôi nhưng mà cũng rất là tốt nha các bạn, rất là nhiều trái, hái cũng nhiều đợt rồi đó. Đây nè nè. Diễm kiểm tra thử xem là cái hạt của nó bự chưa nha. Đây nè. Ôi, tầm cái độ này là luộc là ngon đấy các bạn ạ. Sẽ lựa những trái nào bự. Trái to lắm các bạn ơi. Đây này. Wow, hàng organic luôn nha các bạn. Trời ơi, rất là thơm luôn á. Cái rau này á, còn có công dụng là nếu mà mình nấu nước mát để uống á, là có công dụng trị mất ngủ luôn nha các bạn. Mà trong khi Diễm thì lại ngủ quá tốt rồi. Cái này bây giờ nướng á, cũng ngon nữa. Yeah. Ui, đây, theo các bạn trái này hái được chưa này? Đó. Đây các bạn thấy trái này bự chưa? Đây nữa này. Bắp này nó cũng nó ra được trái này nữa chắc cũng hết rồi các bạn ạ. Các bạn thấy Diễm đi hái bắp mà thấy tao nhã chưa, toàn là gỉ với quắn quéo cái trái bắp luôn á. Đây một trái nữa này, trái này nữa là đạt này. Đây có một trái rất là tốt luôn này các bạn này. À, không có phân thuốc gì hết nha các bạn. Xong bắp, bây giờ mình sẽ đi thu hoạch rau. Đây này, trái nào cũng tốt luôn. Cái cây cải này là trồng bữa giờ
hai mấy đợt rồi các bạn. Mà nếu mà không ăn nữa chừng khoảng 3-4 ngày nữa là cái cải này nó già luôn á. Đất tốt chưa? Theo các bạn kinh nghiệm là cái cải này thu hoạch á, thì nếu mà mình cắt ngang là nó có lên nữa không? Diệm đang không biết là cắt ngang hay là nhổ cả bụi. Nhưng mà thôi chắc mình để cái ghế ra đây coi xem nó có lên nữa không. Đó, chiều nay có rau sạch tặng mẹ chồng rồi. Ồ, cây cải này còn lên bông luôn nè. Cái này mình để đây để làm giống đi. Cái luống ở bên này còn trồng cả mồng tơi nữa các bạn ạ. Mình sẽ đi hái một ít lá mồng tơi nha. Ngày xưa mấy cái bờ này á là hay trắng lại các bạn, xong mình đi bắt cá rô non á về kho mắm. Và thấy là phía sau nhà thì mẹ Diễm trồng khá là nhiều bắp này, rồi trồng cả dưa gan, cả bí đỏ, rồi dừa, dưa hấu nữa. Dưa hấu thì ở phía trước, để hồi sẽ mời các bạn đi cùng hái luôn. Đây này, cái dây này là hình như dây mướp hay dây bầu, dây mướp này, hoa mướp này các bạn này. Còn bí đỏ thì trồng ở trên. À, đây có một dây mồng tơi này. Còn cái dây mướp đó các bạn thấy cái bông nó bự quá trời luôn kìa. Tưởng nó không tốt nhưng nó cũng rất là tốt nha các bạn. Chung là ở quê thì trồng mọi thứ một ít các bạn. Mà các bạn thấy nhà Diễm thì chỉ có mẹ với cha thôi, nên là rau nhiều khi ăn không hết luôn á. Còn cái này là dây bí đỏ này. Giờ buổi trưa nó cái bông nó rủ lại rồi. Ai, còn đây mồng tơi. Đó, mấy cái đọt này á mình để lên này đi cho nó quắn lại này, nó ra cây. Các bạn nhìn, các bạn tưởng là Diễm ngắt cái đọt đúng không? Bạn tưởng là Diễm định ngắt để xào với tỏi đúng không? Nhưng mà không, mình chỉ hái lá thôi. Ồ, các bạn coi cái lá mồng tơi to chưa? Ở dưới này nè. Đó. Người ta nói là nghèo rớt mồng tơi đó các bạn. Diệm không biết tại sao lại có cái câu là nghèo rớt mồng tơi, nhưng mà mình thấy mồng tơi rất là ngon nha. Trên này có mấy cái lá này. Cái này bây giờ nấu canh ha. Canh cua rau đai. Bây giờ mời các bạn cùng đi hái dưa hấu với Diễm nha.
đi. Bây giờ đây các bạn thấy không, ăn la xét rồi ăn tráng miệng là không cần phải đi mua nha, ở nhà là có trồng luôn. Với kinh nghiệm các bạn thì cái tiếng này là dưa hấu đã chín chưa? Chín chưa ta? Theo anh Thiên là chín chưa? Sáng nay anh nghi chín rồi đấy. Chắc chín này ha. Cái đúng nó teo lại là chín ra rồi. Thử luôn nha các bạn. Anh Dũng ơi. Hả? Nói nghe nè. Chín rồi. Chín chưa ta? Chín rồi, ngày nó chín hết rồi. Anh thử đi. Chưa. Trái đỏ nha. Mẹ ơi. Mời cả nhà dưa hấu nhà Phan Diễm nha. Ủa trái này là chín nhất từ trước giờ luôn ấy chứ. Đây này, bạn coi này. Nhỏ mà có vỏ chưa? Mời cả nhà nha. Ngọt lắm luôn anh Dũng ơi. Rồi, nước nhiều mà sặc nước luôn. Ở đây họ vô ăn tiếp. Đi qua bên này còn trái này nè các bạn này. Còn đây có mấy dây mồng tơi này, cha cũng bự nè. Chắc chín hết rồi á. Trái này chín chắc luôn nè. Đây em lấy cái kéo cắt cho dễ. Đây. Đây trái này nữa nha. Bên này nữa này các bạn này. Đang trái nữa. Quá trời luôn. Kiểu nhỏ mà có vỏ luôn á. Ia. Đợt này phải thu hoạch hết các bạn, không là nó hư á. Đang mùa mưa. Cái dưa hấu nhà trồng không phân thuốc cho nên là nó không có to lắm các bạn ạ. Nói chung là mình không nói không phân thuốc không đúng mà. Dưa hấu ở nhà mình trồng là mình sẽ không có biết cách chăm sóc nhiều. Mình cứ để vậy nó tự leo, tự bò lên ấy. Nên là cái trái nó vừa phải thôi. Đây, các bạn thấy này. Đi nãy giờ mà rác cả mặt luôn. Thành quả là được bao nhiêu đây? Đó các bạn nhớ đón xem video trên kênh Phạm Dũng vào lúc 6 giờ sáng thì sẽ thấy được cái khu vườn của nhà Phan Diễm nó cụ thể như thế nào. Còn bây giờ thì mình mang vô nhà nha các bạn. Đi có ngoài tí mà nắng rát mặt luôn á. Rồi nếu mà các bạn có nhu cầu mua hàng của Phan Diễm nha, về củ dừa sấy khô này, về yến xào này, về hải sản thì các bạn gọi đúng vào số hotline của Diễm là 0981 128 578. Bây giờ đi lên nhà các bạn ơi. Thấp thở dốc rồi. Ui, đang đi thăm vườn phía trước này các bạn này. Cái này lúc trước là dưa gang á, Diễm có hái một đợt rồi á. Bây giờ cuối mùa rồi cho nên là những cái trái này nó cũng không có còn tốt nữa. Đấy, các bạn thấy không? Dưa gang mà bò trước cửa nhà luôn nè. Còn đây là bữa Diễm có trồng mấy cây hoa hồng á. Nhưng mà các bạn thấy là bây giờ nó khô rồi nè. Vài bữa chắc phải mua một cái đợt hồng khác về thay các bạn. Diễm là cực kỳ thích hoa hồng luôn. Đây, cái chỗ này nó đang ra nụ nè. Không phải, do đất này đợt trước ra đào ấy, anh Dũng nó không còn tốt nữa. Còn đây, ê, các bạn thấy không? Cái chỗ này khô mình cắt bớt cái này. À, đẹp chưa các bạn ơi? Hồng này nó thơm lắm nha anh Dũng.
đẹp quá. Đang có cái nụ này. Hồng thì mình sẽ dưỡng ở đây, mình không cắt. Diễm đang cắt một ít bông, mình mang vô, mình đặt ở cúng các bạn. À còn dây dây vô gan này đang bò luôn này. Hả? Trái này là nhỏ, đợt trước có Diễm hái trái bự lắm các bạn ạ. Còn đây có cái hoa này nữa này. Thì các bạn, cây này, hoa này là hoa gì? Đẹp ghê á, rất là tốt này. Mẹ Diễm trồng trong cái chậu này. Đi qua bên này các bạn, mình hái một ít bông nhãn thọ. Đó. Đây có cái chùm nhãn thọ này, hồi mình vô mình cắm vô bình bông là rất là hợp lý luôn. Đó. Thơm ghê á. Thơm lắm luôn các bạn. À, màu cam nha. Đẹp chưa? Đây nữa này. Các bạn thấy ở nhà rau có, bông có. Để đây để nó gậy. Mình nên mình thích về quê lắm. Đó. Đây. Còn đây còn có hoa 10 giờ nữa nha các bạn. Đây này, bông 10 giờ nhưng mà bây giờ 12 giờ mà nó vẫn còn nở này. Ôi, hoa hướng dương mà Diễm kìa. Đúng rồi. Đây là hoa màu giờ này là màu màu tím sen nha các bạn. Hồng ít, hồng cánh sen hả? Hay là màu này màu gì ta? Màu tím hay màu hồng ta? Màu hồng. Nhưng mà hồng này hồng hồng sẫm các bạn. Người ta hay nói cái màu này là cái màu sến rồi các bạn này. Được ít này, nhưng mà đây trời ơi tên 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 à, trời ơi cây này phải nói là nó ra bông chi chít luôn Dũng ơi, trời ơi nó ra từng cái chỗ cái nách cây luôn này. Này Diễm hay gọi là cái nách nha, mà các bạn coi nó ra bông này đó. Trời ơi cây này phải nói là xuất sắc luôn. Đây chụp một tấm hình với cây hướng dương nhà Diễm nha. Đó, quá đẹp luôn. Trời ơi, nó ra bông tới trên này luôn này các bạn này. Cây này xuất sắc 10 điểm luôn. Trời ơi, còn em này với chút tí nữa mà cũng ra bông nữa nè. Cái này các bạn này. Này giống bông, giống cái hoa dạ quỳ luôn ấy. Mấy cái nhỏ nhỏ này thì mình cắt để cắm. Đây có mấy cái bông này nó gần héo rồi nè. Cái bông nhỏ này nó vẫn còn, cái bông bự này. Này nó héo rồi. Đây bây giờ đi vô trong này các bạn. Mùa mưa nhiều hoa đẹp ha. Hoa nào nó cũng nở hết. Trong này còn có hoa đồng tiền nữa này. Này các bạn coi cái chỗ này nó, mình không hái nó cao quá nó gãy, như cái bông này rất là đẹp này. Màu này là màu đỏ phong thủy của Diễm này. Nhưng mà cái này nó còn khỏe cho nên là mình sẽ để đây để ngắm thôi. Còn những cái mà nó gãy như thế này này thì mình sẽ vô chân nước. À.
còn thấy một cái bông đồng tiền này nó gãy cái chỗ này này, nhưng mà hoa thì rất là đẹp luôn. Còn đây, cái hoa này á, Diễm không biết là hoa gì, các bạn nào biết tên hoa này hoa gì thì các bạn comment ở dưới nha. Anh Dũng biết hoa này hoa gì không? Không biết hoa gì luôn. Nhưng mà đẹp quá các bạn hả? Hoa la kèn. Hoa la kèn á? Nhưng mà la kèn này lạ vậy? La kèn đâu phải cái lá này đâu. Còn được gọi là hoa huệ đó. Hả? Còn hay gọi là hoa huệ đó. Hoa huệ à? Đúng rồi. Huệ là tên ông nội. Ngày xưa đi học các bạn hay bị trêu tên là nói tên hoa là phải nói nhỏ nhỏ các bạn. Còn phía sau này là đinh lăng, bên đó còn có ít lan. Đấy, bao nhiêu đây là đã cắm được một bình rồi các bạn này. Đó. Bây giờ mình sẽ đi vô, mình rửa cái dưa hấu lúc nãy, mình sẽ để lên một đĩa dưa hấu để cúng này, với lại là cắm một bình bông nha. Cái cây hướng dương tốt ghê mẹ. Ừ. Đây, con hái cái mấy cái bông mà nó gãy gãy rồi nè. Cái đó làm tiền á. Trời, nhưng mà giờ làm sao để cho nó đứng lên ta. Cái người ta có con kẽm ta cào lên mà không có. Vậy hả? Chân gì lạ quá ha. Không bé giống như bự. Thôi con thấy nó còn trên cây nên con không có ấy. Mẹ Diễm là đang nấu ăn các bạn. Không biết sáng giờ quá đói hết mấy cái này. À. Đây có cái bông nhạn thọ này đẹp nè. Nhạn thọ đó, bộ nhạn thọ đó từ hồi Tết trời luôn đó. Nhỏ nhỏ rồi mà nó tốt. Có gãy rồi. Cái dạng thọ này nó dễ gãy lắm luôn các bạn ạ. Nó giòn, nó dễ gãy lắm. Diễm cắm bên bông này nhưng mà thấy nó cứ sai sai sao các bạn. Xong thấy bông đứng rồi, toàn thấy. Thấy nó gục ngã không? Nó bông đứng người ta cắt. Đó. Thôi có sao cắm vậy. Cái này nó yếu. Chắc đây là bệnh bông mà xấu nhất Việt Nam luôn không ạ? Bông nhà có vậy là quý đẹp rồi đó. Đó. Thế buông lơi nha các bạn. Đó, cái này là xong một cái rồi. Đặt đây đi để mình rửa mấy trái dưa hấu nè. Mình rửa mấy trái dưa hấu để đặt lên cái đĩa. Mẹ chờ con tí nha. Đây các bạn thấy dưa hấu nhà Diễm không? Bé bé vậy thôi, nhưng mà đủ ăn. Đó. Rồi thành quả mà Diễm gom góp sau khi về quê là cũng được khá nhiều đó các bạn. Cho nên là bây giờ mình sẽ ăn trưa xong là mình sẽ chuẩn bị lên cửa hàng của hải sản Phan Diễm. Đó, các bạn thấy dưa hấu không? Đẹp chưa? Nhỏ vậy nhưng mà già rồi. Thôi, bây giờ thì mình sẽ gom cái thành quả này để chuẩn bị đi thôi. Thì hy vọng là các bạn nếu mà có nhu cầu về các mặt hàng của Diễm thì nhớ gọi đúng vào số hotline của Diễm nha. Số điện thoại của Diễm là 0981 128 578. Còn bây giờ thì mình chuẩn bị lên Sài Gòn đây. Chào cả nhà nha.